Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì bây giờ vào độ 5 giờ mình sắp lên thớt. Để nào cho mọi người nhìn thấy nha. Hơi tối túc. Mình sẽ đánh răng before lần cuối cùng hai chiếc răng khôn hàm dưới được đánh răng. Ok, đã đánh răng xinh xẻo xong. Để giới thiệu context một chút nhỉ. Mình chuẩn bị đi nhổ răng khôn các bạn. Mình không biết nói gì hơn. Mình chuẩn bị nhổ răng khôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ thay cái áo trắng này ra thành một cái áo đen. Bởi vì chúng ta không muốn máu me be bét dính lên linh linh 40 hours. Theo như bác sĩ bảo thì mình phải nhổ 4 cái. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nhổ trước hai cái dưới, tại vì có một cái đang mọc và cái đấy cần phải nhổ gấp. Và mọi người dọa mình là nhổ răng khôn rất là đau. Mình nghĩ rằng là cái kênh này của mình nên đổi thành Mai Trang và những vấn đề răng lợi của cô ấy, hoặc là Mai Trang và 101 những vấn đề răng lợi, hay là Mai Trang trên hành trình cái gì có được hàm răng mơ ước. Mình không biết nữa. Đại loại là mình nghĩ là mình đã làm qua nhiều những feed về việc răng lợi cho các bạn rồi. Thế thì đây là feed về việc mình nhổ răng khôn. Wow các bạn ạ, để chỗ mình niềng răng ấy, các bạn hỏi mình niềng răng ở đâu đây? Bị nhổ răng. Sắt chết rồi Bi ơi. Hi hi. Miu chuẩn bị nghe răng nào đi. Ok, bye bye Miu. Hello, đây là mình sau khoảng độ 1 tháng rưỡi nhổ răng. Bây giờ thì mọi thứ đã khá là bình thường rồi và mình cũng không cảm nhận gì về cái kiểu như là chỉ khâu ở trong mồm nữa. Sau đây các bạn, nếu mà các bạn nhìn thấy khuôn mặt rất là mụn của mình, nhưng mà nha, thì bây giờ là nó hết sưng rồi nha. Và may thay không như vụ bị quai bị, nó không để lại một chút di chứng bị sưng nào. Đợt mình bị quai bị xong rồi mình bị sưng mặt ngay từ đấy, cái má mình trở thành cái what the fuck ấy. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số những chiếc của đợt mình nhổ răng. Mình sẽ voice over cho các bạn cộng với cả kiểu đan xen cái mà mình nói, kiểu tips tiếp các thứ, những thứ mình rút kinh nghiệm. Ok, footage đầu tiên mình cho mọi người xem đấy chính là cái footage mà mình vừa mới nhổ răng xong. Nói chung là mình nhổ răng xong nó cũng khá là easy ấy, và mình biết là răng mình rất là chắc, là một răng nó nằm ngang như thế này và mình có phải rạch ra ở bên này, còn răng bên này thì là nhổ một phát ra luôn. Xong là kiểu bác sĩ cũng kiểu rất khó khăn mới có thể lấy được cái răng của mình ra. Tuy nhiên thì thực sự là sau khi tiêm vài cái mũi thuốc tê thì mình không cảm thấy đau. Và mình cũng phải nói rằng là mình nghĩ là cái lúc đau nhất của việc nhổ răng khôn đấy là lúc tiêm thuốc tê. Tại vì khi các bạn chọc cái tiêm vào cái lợi thì nó đau ấy. Đấy thì chỉ có cái đấy là đau thôi. Thì đây là ngay sau khi mà mình nhổ răng và vẫn đang ở phòng khám đợi mẹ đến khám. Vào buổi tối lúc đấy thì bác sĩ dặn mình là phải chườm đá vào cái bên rạch này này, và sau đó là mình phải uống thuốc kháng sinh, uống thuốc chống viêm với cả thuốc giảm đau. Thì đến lúc buổi tối thì thực ra là mình vẫn chưa hết đau. Bác sĩ bảo là chắc khoảng độ 4 tiếng thì mình nhổ lúc 6 giờ, chắc khoảng độ 10 giờ thì mình sẽ đau. Thì cái footage này là cái footage lúc mà khoảng độ 8 rưỡi 9 giờ gì đấy mình bắt đầu chườm đá. Thì lúc đấy mình mới bắt đầu thấy hơi nhức thôi và chưa thấy sưng, mọi người thấy không? Tuy nhiên thì bởi vì thuốc tê ấy, cho nên là cái mồm của mình nó rất là kiểu mình cảm giác nó sưng ấy, kiểu mình cảm giác như là cái môi của mình nó đang phải sưng to ấy. Nhưng mà thực ra là mọi người thấy không, trong cái vít thì nó không hề bị sưng to mà mình chỉ kiểu bình thường thôi. Nhưng mà trong đầu mình ấy, kiểu, hoặc là trong cái cảm giác của mình lúc đấy là cái môi của mình nó phải to như một con vịt thế nào đấy, xong rồi kiểu nó cứ tê ấy, kiểu mình chạm vào nó cứ mọng mọng ấy. Đấy, nói chung là đấy, bây giờ thì chưa đau đâu, chưa nhức lên gì cả, xong là kiểu mồm mình không có cảm giác. Ok Miu, any thoughts? Đây là Miu sau khi nhổ răng xong, má bây giờ thì đỏ ửng. Nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy không? Uống thuốc bằng ống hút này. Chị phải hít thở ấy để hút được nước xuống ấy, chứ chị không hút được. Đấy, đấy mọi người để thấy được là mình phải, thì lúc đấy là mồm mình chưa có cảm giác, và mọi người để thấy là mình phải hút nước bằng cái ống hút, nhưng mà lúc đấy mình hút kiểu hít vào để hút ấy, và không cảm nhận được gì ấy, kiểu thực sự là mình không có cảm nhận được cái cơ mồm của mình luôn, tại vì thuốc tê nó vẫn còn nhiều ấy. Thì đến khoảng độ 10 rưỡi thì mình bắt đầu hết thuốc tê, nhưng mà lúc đấy mình cũng chưa đau, mình bắt đầu cảm nhận được cái phần môi của mình đấy, thế nhưng mà mình vẫn chưa đau. Thì đêm đấy đáng lẽ ra mình phải ngủ sớm, tuy nhiên thì có một đứa lại muốn nói chuyện với mình, thế là mình nói chuyện với em đến tận, mình nghĩ là 1 giờ, thì lúc đấy là mình bắt đầu đau lắm rồi. Xong nó kiểu, mình đã nói với các bạn trong cái video niềng răng rồi đấy, là khi mà mình đau răng thì mình thích kiểu ấn vào ấy, thì cái việc đau răng ở nhổ răng khôn cũng thế, thì mình toàn nằm kiểu quay sang cái bên nó đau ấy để cho nó đỡ đau. Ví dụ như là mình đau bên này thì mình nằm quay ra như thế này để nó hơi ấn vào một tí để nó đỡ đau. Tuy nhiên thì kiểu đến khoảng độ 3-4 giờ đêm thì mình đau quá không ngủ được, thế là mình phải dậy uống thêm một viên giảm đau nữa. But anyway thì kiểu lúc đấy mình cảm giác như là mồm mình nhiều máu ấy, với cả mình vẫn cắn bông cho đến tận trước khi đi ngủ ấy, cho nên là mồm mình nó vẫn có cái cảm giác cắn bông ấy, và mình không dám há mồm to nên mình thì nó kiểu thế thôi, và đương nhiên là mình không thể xúc miệng được, đánh răng được, không thể đánh răng được. Nói chung xúc miệng không được kiểu nhổ ra một cách mạnh bạo được, mà kiểu chỉ có thể há mồm ra cho nước chảy ra dần dần thôi, thế là lời bác sĩ dặn. Thì mình phải chấp nhận cái việc là mình không được thơm tho lắm trong vòng kiểu 1-2 ngày, cho đến khi nào mà kiểu mình cảm thấy đỡ hoàn toàn. Thì đấy là đêm đầu tiên, đây là ngày thứ 2, mọi người thấy là mình bắt đầu bị sưng ở đấy, thì là mình ngủ dậy thì mình khá là mệt, vì vừa nhiều kháng sinh cộng với cả việc đau, mình cứ phải uống thuốc giảm đau liên tục ấy, tại vì khi mà hết thuốc giảm đau thì mình sẽ thấy nhức. Tuy nhiên nhá, cái răng bên này mình không hề đau một tí nào, cái răng bên này là răng không phải rạch, mình chỉ đau cái răng bên rạch này thôi. Thì mình nghĩ là cái việc rạch ra nó làm cái lợi tổn thương, và cái lợi nó sưng lên, và cái má nó sưng lên thì nó đau, chứ còn cái bên này chỉ nhổ răng ra thì không đau. Đấy thì là may thay là mình chỉ đau một bên thôi, nhưng mà uống thuốc giảm đau thì cũng đỡ, nói chung là đỡ rất là nhiều, và không kiểu bị kiểu như là constantly đau kiểu liên tục tí đâu. Bà mình thì rất là yêu mình, cho nên là bà mình đã kiểu đi làm bột cháo bột thịt bò, mình không biết nữa, nhưng mà đây mọi người nhìn này. Đấy, đây là kiểu món bột thịt bò của bà, mặc dù là nhìn nó hơi kinh nhưng mà nó rất ngon. Và kiểu nói chung là mọi người trong nhà mình cũng có kinh nghiệm về việc là mình đau răng rồi, cho nên là mọi người đều biết là mình sẽ như thế nào, và mọi người đều biết là mình sẽ phải như thế nào. Mình vẫn phải uống nước bằng ống hút, và kiểu như là vẫn khó để cho được cái thìa vào mồm hay là há mồm to ấy, nên là nó kiểu thêm một cái nữa là như đã nói trong video niềng răng, thì để giảm tải cho việc đau răng ấy thì mình hay uống nước lạnh, thì mình uống nhiều nước lạnh để cho nó đỡ đau. Đấy thôi. À với cả mình cũng phải hút cháo luôn em, chứ mình không cho được thìa vào mồm đâu. Thế là thằng em gái mình sau khi đi học về và nhìn thấy mặt mình, kiểu buổi sáng đi nó không biết là mặt mình sưng như thế, đến chiều về nó mới biết. Đây là chị Ngọc hay là mồm chị đấy như thế đấy, đoán xem. Không hiểu nó sưng ở cái gì, nó sưng ở cái gì nữa, nó sưng ở cái gì, đúng kiểu em bị ngã xong nó sưng ấy, nó sưng ở cái gì thì không qua có người đập vào đây. Bọn nó đánh nhau ở trong này. Nhưng bọn nó sưng ở cái gì? Cái lợi hay là cái má? Má. Chị nghĩ thế. Tệ hơn cả khoai bị. Em biết điều gì hay không? Không. Hàm trên ấy thì sẽ là cái bên này bị rạch. Ừ. Thế là nó sẽ sưng. Từ có một cái emoji rất hay rồi đó. Đây là mình kiểu như là ngày thứ 3 sau khi mổ răng thì đấy, lúc đấy nó sưng to như này. Lúc mà nó sưng to này mẹ mình hoang mang lắm, mẹ mình kiểu con ơi, con có sao không? Con bảo bác sĩ đi, tại sao sưng to như thế này? Xong rồi bác sĩ cũng dặn rồi, bảo mình là chắc chắn là sẽ sưng to bởi vì là cái răng của mình cũng phải rạch khá là dài, với cả là cũng phải đào lên ấy. Cộng với là việc nghĩa là bác sĩ khâu cho mình cũng kỹ lưỡng ấy, bởi vì mình động nó nhiều. Thế là kiểu bác sĩ cũng bảo là sẽ sưng to đấy. Thì sau 3 ngày đến chiều hôm đấy thì mình sẽ đi gặp bác sĩ để kiểm tra xem có ok không. Thì lúc mà gặp thì bác sĩ bảo là ok, quá đẹp, sao đâu, cái chỗ khâu kiểu không bị bung ra các thứ. Bây giờ cháu cứ đánh răng nhẹ nhàng, bắt đầu đánh răng nhẹ nhàng. Thì như mà mình biết là mình dùng bàn chải máy trong đợt đổ răng thì đương nhiên mình phải đổi sang bàn chải bình thường. Và mình đánh một cách rất là từ tốn nhẹ nhàng. Và như bác sĩ mình nói ấy, thì là phải càng bình thường, kiểu càng cố gắng làm mọi thứ bình thường, bắt đầu ăn uống được bình thường, đánh răng bình thường, dần dần thì nó sẽ càng nhanh khỏi. Thì đợt đấy nói chung là mình cũng khá là rén, cho nên là mình mới không kiểu như là ăn lại ngay lập tức ấy, mà mình vẫn ăn bột thêm một vài ngày nữa. Nhưng mà dần dần thì bà cũng tăng cái độ đặc của cái bột lên, mình không phải hút nữa thì mình ăn được bằng thìa rồi. Thì xong sau đấy thì mình vẫn tiếp tục ăn bún với cả mì thêm khoảng độ 2 ngày. Đại loại thì đến khoảng độ ngày thứ 5 thì bắt đầu nó sạch dần. Đấy, kiểu mặt mình cứ constantly như một quả xoài trong khoảng 4-5 ngày ấy. Thấy mọi người thấy không? Đây là ngày thứ 4 thì đấy. Thì đến ngày thứ 5 là mới bắt đầu dấu hiệu sạch. Và trong quãng thời gian đấy thì đương nhiên mình sẽ phải chiều đá rất là nhiều này. Mình uống nước lọc, nước lạnh rất là nhiều. Đến khoảng ngày thứ 4 thì nó bắt đầu đỡ đau rồi. Mình không phải uống thuốc giảm đau nữa, nhưng mà mình phải uống kháng sinh. Và thực ra đợt đấy mình vẫn định là nhổ xong mình vẫn đi tập cơ, rất là máu chiến, nhưng mà mình không đi tập được bởi vì uống kháng sinh xong nó khá là mệt ấy, kiểu uống liều kháng sinh khá là nặng, cho nên là mình cực. Cộng với cái việc là mặt sưng nên không ai muốn đi tập cả, hiểu không các bạn? Nhìn nó rất là what the fuck. Đấy, đi chui lại thì sau đấy nó xẹp đi thì mình đánh răng. Thì lúc ban đầu mình cũng rén rén, chỉ làm rén xung quanh thôi, bổ sung miệng nước muối để cho nó không bị viêm lợi. Rồi dần dần thì mình đánh bình thường. Nói bây giờ thì có vẻ như là đã tiêu chỉ rồi và mọi thứ đều bình thường, mình đánh răng được bình thường rồi. Đợt đấy xong thì mình có bị viêm lợi một chút, tại vì là mình không giữ được sạch mà. Mình chỉ xúc miệng nước muối, xong rồi đấy là xúc miệng bằng cái nước xúc miệng thôi. Mà thậm chí xúc còn không được xúc, mà là phải kiểu lắc qua lắc lại, không kiểu ngậm ấy. Chứ không được xúc, bởi vì là kiểu đấy xúc thì bị bung chỉ ra, cho nên là nó không sạch sẽ được ấy. Nhưng mà mình đành phải chấp nhận đấy. Còn sau đấy thì sau đó thì mình lại tiếp tục xúc miệng nước muối và kiểu điều trị viêm lợi giống như là mình đã nói với các bạn ở trong vít viêm lợi. Ok, kết thúc câu chuyện thì mình chỉ muốn nói là thứ nhất, nhổ răng khôn đau nhưng mà không phải đau do nhổ răng mà là đau do rạch răng. Và cái lúc đau nhất trong lúc nhổ răng ấy, mình tin là lúc tiêm thuốc tê. Đấy. Thứ hai ấy là cái việc ăn uống như thế nào là còn tùy các bạn. Mình có một đứa bạn nhổ răng xong đi ăn nem chưa rán được luôn, nhưng mà mình thì không ăn được như thế, tại vì thứ nhất là mình cũng sợ là không làm sạch được. Thế là thứ hai là mình có cái cảm giác như là mình chỉ sợ bung cái chỉ ra rồi ấy. Nên là nếu mà bạn không phải khâu lại cái lợi thì tùy các bạn, còn mình thì phải khâu, cho nên là mình không muốn đi ăn luôn, mình muốn cẩn thận. Thứ ba là nhổ răng khôn xong cái gì khó chịu nhất đấy là chỉ là cái việc đắt răng. Thì cái chỗ đấy ấy, vốn là nó có một cái răng, bây giờ nó không có cái răng, nó bị hõm xuống một cái, xong chỗ đấy nó còn kiểu góp nữa. Thế bây giờ mình ăn cái gì mình cũng mắc vào đấy, nó mắc vào đấy xong mãi mình không lấy ra được, bởi vì nó ở sâu quá, dùng tay không lấy được, dùng tăm không lấy được, kiểu không biết làm nào đánh răng không lấy được. Nhiều lúc mình cứ phải xúc miệng kiểu các kiểu ra, xong rồi dần dần phải lựa, biết cách lựa ấy, kiểu làm nào để kiểu dùng mấy cái kiểu tăm mềm ấy, kiểu tăm mà có đầu lông ấy, xong lựa để cho vào để gẩy nó ra rồi đủ. Nhưng mà khi mình hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là dần dần thì cái chỗ đấy lợi nó sẽ đầy lên. Thì sau khi mà nhổ 1 tuần thì mình lại phải đi khám bác sĩ một lần cuối đấy, thì bác sĩ confirm là em thấy ok rồi. Thì đấy, lúc đấy là mình ok, mình không phải đi gặp bác sĩ từ đến giờ nữa. và mặt mình sẹp dần là đỡ hơn, nhưng mà bởi vì bộ vào sinh đấy nên là mụn lại lên, mặc dù đã chữa mụn khỏi rồi nhưng mà vào sinh mụn lại lên. Rồi thêm một cái nữa là kiểu đợt đấy vào sinh sau ấy, người bị kiểu mệt đấy, xong rồi bị mệt mất thêm khá là dài, mình không đi tập được kiểu 1-2 tuần và mình nổ răng xong không mất cân nào các bạn ạ, buồn không? Thế thôi, câu chuyện của mình là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe việc nhổ răng khôn của mình. Và nếu mà mình tiếp tục nhổ răng hay là có cái tips gì về răng này nữa thì mình sẽ bảo các bạn. Thank you and bye bye.